Rồi Sơn xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Bonsai Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây luôn nha. Mỗi cây bên Sơn đều có bán mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên Sơn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì ủng hộ Sơn luôn nha. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn. Rồi cây đầu tiên của tập này có mã số là 691. 691 là một cây kim tiền phong thiên nhiên sống khỏe luôn. Cái này về mình chỉ cần tháo bọc và thêm chất trồng nữa là ok thôi. Lũa thép âm thân luôn nha mình. Cây này nó có lũa thép âm thân ở đây luôn. Cây này có số đo hoành là 35. Cây cao là 52. Chiều rộng là 55. Có bầu đất hiện tại là 25. Cái này Sơn xin giao lưu là 300k bao ship luôn nha. 300k bao ship là một cây kim tiền phong thiên nhiên sống khỏe luôn. Cái này nó giống như thành phẩm luôn rồi. Và mình chỉ cần vô cái chậu nữa là ok thôi. Chi tàn rất là già luôn. 300k bao ship, mã số là 691. Kim tiền hay còn gọi là vảy ốc, thanh ốc, sam trâu, đồng tiền cũng là nó luôn nha. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 692. 692 là một cây ngũ sắc hay còn gọi là cây trăm ổ nha mình. Cái dòng này là dòng ở Ninh Thuận, hoa nó năm màu luôn. Đó, còn cái này về mình có thể mình ghép những cái dòng hoa màu khác vô, hoa tím, hoa vàng, hoa cam gì là tùy theo sở thích của mình luôn nha. Còn không thì mình để rin thôi. Mình để rin đó, mình muốn cho nó hoa nhiều á, thể nó ra mình cứ cắt nó ra mình cứ cắt thốn cho nó là nó sẽ tạo cái độ già và nó sẽ tùm luôn và nó ra hoa luôn nha mình. Cây này có hoành nơi sân đo là 29. Cây cao là 58. Cây này ở phần gốc nó có cái chỗ này nó cũng không có cứng lắm luôn nha. Nói chung là nó cũng bị mục nhưng mà cũng còn rất là cứng. Đó, cái nào Sơn nói trước. Ở phía này thì ok. Ở phía này thì ok. Tại vì bản chất cái dòng này á, là dòng mà mình chơi hoa. Bởi vì nó là dòng thân xốp đó, cho nên là cái độ bền của nó là không có cao, nó chỉ là vài năm thôi đó. Rồi cây này Sơn xin giao lưu 350k bao ship luôn nha. 350k bao ship là một cây ngũ sắc. Ngũ sắc nó khác nha, chứ không phải là ngọc ngũ sắc nha. Ngọc ngũ sắc nó là cây sầu dông, còn cây này là cây ngũ sắc, cây trăm ổ nha mình. Cây này thì nó gắn liền với tuổi thơ rất là nhiều. Bởi vì cái dòng này là nó ra trái xong nó ra một cái chùm trái màu tím đen, ăn rất là ngon luôn. Tuổi thơ thì rất là thích ăn. Rồi 350k bao ship. Xin xin qua cây này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 693. 693 gồm có 4 cây nha mình. 4 cây này là gồm có 3 cây bằng lăng tím lá trung sống khỏe. Thì 3 cây này mình về mình để rin cũng được, hoặc là mình ghép tường vi cũng được. Nhưng mà cái dòng này mình ghép tường vi là tuyệt vời luôn. Và Sơn tặng thêm cho nhà mình một cây bùm sụm mini. Cây này bỏ bàn trà rất là ok luôn. Cây này dạng cụm nha mình. Cây sống khỏe rồi, về mình bỏ vô cái chậu mini mình chơi. 3 cây, 4 cây này Sơn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. Cái cây ở giữa này rất là đẹp, cây chủng cây luôn. Có hoành là 31. Cây cao là 26. 4 cây này Sơn xin giao lưu là 250k bao ship luôn. Rồi Sơn xin qua 4 cây này luôn nha.
Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 694. 694 là một cây kim tiền. Sống khỏe luôn. Một huynh một đệ luôn nha. Cây này nó có lũa thép âm thân luôn. Lũa thép âm thân rất là ok luôn. Hai thân nhưng mà liền cốt. Cây này có hoành là 41. Cây cao là 50. Bầu ươm là 32. Cây này Sơn xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha mình. 450k bao ship. Là một cây kim tiền. Lũa thép âm thân rất là đẹp. Cây này mình làm bonsai rất là tuyệt vời luôn nha. 450k bao ship. Những cái cây mà có lũa nó rất là giá trị luôn. Tại vì về cái mặt nghệ thuật thì nó có sự tượng trưng cho cái sự bên cạnh sự khó khăn. Cái lũa nó đại diện cho sự khó khăn, nhọc nhằn. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có sự sống. Đó là cái ý nghĩa của những cái cây mà nó có lũa luôn nha. Nói chung là nó thể hiện cái sự sống bất khuất luôn. Nó tạo cho mình thêm cái động lực sống rất là nhiều. Sáu chín bốn 450k bao ship. Rồi Sơn xin qua cái này luôn nha. Rồi Sơn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 695. 695 gồm có 4 cây, 3 cây bằng lăng tím lá trung sống khỏe và một cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn nha. Cây này là cây lá nhỏ, 3 cây này là 3 cây lá trung. Cây mini sống khỏe luôn nha. Cái này về mình ghép tường vi là tuyệt vời luôn. Sơn đo một cây có hoành đại diện nha. Hoành 19. Cây cao là 32. Bốn cây này Sơn xin giao lưu là 250k bao ship luôn nha. 250k bao ship gồm có 4 cây. 3 cây bằng lăng tím lá trung và một cây bằng lăng tím lá nhỏ luôn. Cái này về mình làm giống luôn nha. Hoặc là mình chơi bonsai mini cũng được luôn. Rồi, 4 cây này cũng đã kết thúc luôn. Sơn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ Sơn luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ với Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của Sơn luôn nha mình. Và nếu nhà mình thương mến Sơn, cho Sơn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên Sơn luôn. Rồi, Sơn chân thành cảm ơn nhà mình.